Vào hồi 6 giờ sáng nay, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Dũng thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 293 đã phát hiện một trường hợp lái xe ô tô vận tải hành khách sử dụng giấy phép lái xe giả. Lái xe ô tô vận tải hành khách sử dụng giấy phép lái xe giả là Dương Đăng Hải, sinh năm 1983, trú tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam. Không chỉ sử dụng giấy phép lái xe giả, qua kiểm tra nồng độ cồn thì Dương Đăng Hải còn đã sử dụng cả rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Mặc dù là xe chở khách, song xe không có hợp đồng vận chuyển hành khách mà hoạt động theo kiểu xe rủ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật. Với những lỗi vi phạm này, theo Nghị định 100 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lái xe sẽ bị xử phạt với số tiền là 13,5 triệu đồng.